Bố mẹ con cũng sẽ mua một cái bánh kem nho nhỏ để chúc mừng sinh nhật của anh. Dù cho anh đang đi làm rất là bận rộn nhưng mà em cũng sẽ quay cái clip này để dành cho ba biết là em vẫn nhớ ngày sinh nhật của anh. Và lúc nào cũng mong muốn hai chồng mình lúc nào cũng sẽ cùng nhau hạnh phúc và sẽ vui vẻ bên các con của mình. Đâu có giúp gì không? Không có nào có được không nè. Rồi gì nữa? Lúc nào cũng khỏe mạnh, lúc nào cũng yêu thương con. Nha. Yeah. Rồi Ngọc ơi, Ngọc Phương Tương Kim, chúc mừng sinh nhật ba ba đi. Chúc mừng ba ba. Bây giờ là cũng gần 12 giờ khuya rồi, em cũng mới đi bán về. Nhưng mà cũng tranh thủ là mua cái bánh kem này nhỏ. Rồi ba mẹ con cũng hát chúc mừng sinh nhật của anh. Chúc anh sinh nhật thật là vui vẻ nha. Cảm ơn Quỳnh. Cảm ơn anh em ekip đã truyền tải cái clip này cho em. Anh Lâm ơi! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Đưa cái mồi ra tôi bắn vô cái mồi nè. Đưa cái mồi ra tôi bắn vô cái mồi nè. Trời ơi. Sao nó mạnh như vậy? Trời ơi, Em sẽ lấy. Khách mời thì quá đáng rồi nha. Em không ngờ nó mạnh đến như vậy. Trời ơi. Quá tuyệt vời. Quá trời, cảm ơn ekip rất là nhiều. Cảm ơn mọi người đã làm một cái môi gọi là y chang. Cụ làm cái nét nước y chang luôn. Đúng vậy. Hay vậy. Trời ơi, vừa cái môi. Wow. Chúng ta sẽ chơi một trò chơi có tên là thật hay thách. Các bạn sẽ chọn thật để trả lời một câu hỏi do các thành viên đưa ra, hoặc là thách để thực hiện một nhiệm vụ bất kỳ. Mọi người hiểu trò chơi chưa? Dạ. Dạ hiểu. Bắt đầu từ Trường Giang hay là bắt đầu từ ai? Sinh nhật của anh. Đúng rồi, Lâm, Lâm chọn đi. Bây giờ là Lâm sẽ chọn. Chọn nè giúp đi. Rồi. Rồi. Rồi thật hay thách? Em thật đi. Phla muốn Negip chỉ ra người Negip thích nhất và người Negip không thích nhất trong dàn cáp. Trời ơi, thằng này nó ác lắm nè, không thích nhất luôn nè. Hợp lý. Đúng rồi, nó phải đầy đủ vậy đó. Và gọi là why. Yeah, đúng. Có nghĩa là mình ít thích nhất thôi chứ không phải mình ghét nha. Có cái điều là mình khó chịu nhất đúng không anh? Không, cái đó em tự nói. Em rất mong có cái buổi hôm nay luôn á. Em cũng không biết sao mà từ đầu cái lúc mà mình tham gia cỡ 2-3 chặng xong cái tự nhiên em tư tưởng tượng tới cái ngày hôm nay hoài. Nếu như mà nói về cái người mà em thích nhất là chắc chắn là anh Lâm. Hả? Không, em rất là thích chơi trò chơi với anh Lâm. Mấy cái chặng đầu tiên mà đi với anh Lâm á là anh Lâm chỉ mình làm sao để cho nó vui. Mà cái lúc đó em còn hay bị ngại với lại em bị nhát, em không dám làm. Có một cái lần là một cái chặng Hà Nội, là cái chặng đó là cái chặng mà em để anh nhiều nhất. Lúc đó anh có chuyện gia đình, anh có chuyện buồn. Em có cảm giác là lúc đó anh, dù là anh có mấy cái chuyện đó nhưng mà anh vẫn vừa mới on set một cái là anh bước vô là anh vẫn năng lượng và anh cố gắng làm tất cả những cái điều mà nó tốt nhất cho chương trình. Cái em nhìn em cũng cảm giác trời, anh Lâm ảnh có chuyện gia đình mà cái lúc mà bấm máy một cái là ảnh kiểu năng lượng, thiệt là năng lượng để cho tất cả mọi người đều vui với nhau, thì tại sao mình không cố gắng. Anh làm chuyện với em một cái lửa mà em kiểu em muốn cống hiến hết tất cả để cho cái show mình nó vui. Bây giờ là người không thích bằng đúng không ạ? Không thích nhất. Chắc là em nghĩ là
mọi anh chị nào cũng thấy được cái chuyện này đó. Là từ đầu mấy cái chặn đầu tiên á em không nổi máy. Ủa dạ vâng. Thôi vậy hơi trễ không. Trời ơi. Nhẹ nhàng sáng ăn là ok đó. Con này bé bé Lan thì thiệt á. Biết. Biết ơi. Đi bạn ra đúng rồi. Biết. À đó. Đâu. Đâu. Biết. Nói gì nữa. Tao sắp không ăn được rồi nha. Tao sắp không ăn được rồi nha. Đây là bức ảnh tiếp theo. À ơi dễ. Miền Tây, miền Tây. Miền Tây, miền Tây. Ơi đơn giản lắm luôn á. Đơn giản lắm luôn, cái sai cái là cười nè. Con gái tôi. Đúng vậy. Công nhận đáp án là Puka. Nhưng mà Dương Lâm viết sai tên Puka mất rồi. Cẩm thơ ở dưới rồi. Cẩm thơ ở dưới rồi. Bỏ em một cẩm thơ. Rồi thằng Bến, đây có phụ đề cẩm thơ là đúng rồi. Cẩm thơ chơi cực kỳ. Yeah. Chúng tôi công nhận đây là đáp án đúng. Anh yếu chính tả, anh bớt viết lại. Xin mời tấm hình tiếp theo. Im lặng. Ai vậy ta? It's me. 3, 2, 1. Xin mời đáp án. Đáp án của tấm hình này là Isaac. Cho chị nhìn bài mà em sai mà em cũng cho chị nhìn bài nữa. Ai muốn nhận là em. Hai bài này tự nhiên có nghi kiếp. Em biết nữa, em thấy cái tóc mái giống em quá. Đề nghị Isaac đi kiểm tra, có người viết sai tên bạn ạ. Trời đất ơi, chết chưa. Cảnh sát chính tả xuất hiện. Sai tên tôi. Sai tên tôi. Hai chữ A. Thì hai đó. Hai chữ A. Chơi game chung từ đầu mùa tới cuối mùa. Nhưng mà chỉ có hai chữ A. Rồi cái gì mà Tuấn Tài cái này đó bé. Rồi cái gì mà Tuấn Tài cái này đó bé. Chứ anh là cái gì? Anh là Tuấn Tài. Trời ơi, tôi ghi Tuấn Tài đúng rồi. Tôi nhìn anh, tôi ghi, tôi bỏ cho. Tôi ghi Tuấn Tài đúng rồi, tôi nhìn anh. Tôi nhìn anh, tôi ghi, tôi bỏ cho. Yêu nhau dữ chưa? Mời mọi người bỏ thêm một muỗng ớt nữa. Và vòng cuối này tôi muốn tố. Wow. Xin phép được tố với nhị sư tỷ của tôi. Trời ơi, nhỏ tam muội này, em muốn tố cái gì? Tôi tố với anh năm chết. Vàng thật không sợ lửa. Chơi 10 trái, chơi 10 trái. 10 trái. Wow. Trời ơi, sáng có màu tím mà. 10 trái à? 10 trái. Nhị sư tỷ muốn 10 trái. Thôi được. 20 trái. Tôi ước gì lấy cái hình có khó, hai đứa cùng sai. Chắc là mình xuống một chút đi. Xuống. Ở đây bao nhiêu con người ạ? 9 người. 9 đi. 9 ok. Ok. 9 Cửu Long. À, chung kết thế giới. Cố lên nha. Thôi bây giờ vòng quan trọng mọi người cho thời gian nghĩ tí. 3 2 1 lên. Em nghĩ cặp môi đó là của ai? Theo như tôi nghĩ, cặp môi đó là cặp môi của mẹ ba đứa con anh. Mẹ ba đứa con anh. Không phải đâu, cái môi này tôi xài hàng ngày. Cho nên đây là phải là môi của vợ tôi. Chết rồi. Đáp án của tôi là Bích Phương. Châu Bùi. Đáp án của tấm hình này là Châu Bùi. 9. 9 quả, 9 quả. Ôi, đúng là cuộc đời của mình. Nhấp chén đáng ẩn tình này. Mà người lòng có hay hú. Anh cần y tá thì anh kêu liền nha anh Lâm. Ngày, cố lên, cố lên, cố lên. Nghe ngoan. Thở môi ra. Thả miệng ra thì nó mới đỡ. Anh phải vừa nhai vừa suýt xoa. Mầm mầm, mầm mầm bút qua. Mầm
Lâm ơi, cay không? Uống miếng nước sôi. Trời ơi, cay lắm.